Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ngày tuyển Hàn Quốc phải tung Son Heung-min vào để thi đấu với tuyển Việt Nam. Năm 2018, Olympic Việt Nam đối đầu với Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết ASEAN năm 2018. Đây là thử thách lớn nhất của đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi Olympic Hàn Quốc đang là đương kim vô địch ASEAN và đồng thời sở hữu ngôi sao sáng giá Son Heung-min. Trước thêm trận đấu quyết định này, ngôi sao số 1 Olympic Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tự tin. Anh không ngần ngại tuyên chiến với Olympic Việt Nam khi khẳng định Olympic Hàn Quốc không ngán đối thủ nào. Cùng xem lại trận đấu các ngôi sao vàng đối đầu với cầu thủ hay nhất châu Á nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc Son Heung-min được mệnh danh là một trong những cầu thủ châu Á vĩ đại nhất. Với cú đúp ghi trong trận Tottenham thắng Aston Villa 3-2 ngày 16 tháng 2, anh đã trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên đạt mốc ghi trên 50 tại ngoại hạng Anh. Đây là kỷ lục mà chưa một chân sút châu Á nào thực hiện được tại đấu trường bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Thành công của ngày hôm nay đối với Son Heung-min là chuỗi ngày nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Son Heung-min từng rơi vào bước đường cùng khi gặp tuyển Việt Nam tại ASEAN 2018. Hãy cùng chúng tôi xem lại ngày mà Hàn Quốc phải tung Son Heung-min vào để thi đấu với Việt Nam qua video sau đây. Hẳn là những người yêu bóng đá nước nhà vẫn chưa thể nào quên được trận bán kết ASEAN 2018, một trận đấu đầy kịch tính của tuyển Việt Nam trước đối thủ mạnh là Hàn Quốc. Lúc đó, U23 Hàn Quốc rất coi trọng đấu trường ASEAN. Họ đang là đương kim vô địch của giải đấu và tất nhiên muốn bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá. Để thể hiện tham vọng, huấn luyện viên Kim Hak-bum triệu tập rất nhiều ngôi sao đáng chú ý tương dự World Cup 2018 như thủ môn Jo Hong-gu, Messi Hàn Quốc Lee Song-gu và Son Heung-min. Sự vắng mặt của Văn Hậu vì án treo giò cộng với việc phải đối mặt với đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc khiến huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 sự điều chỉnh: Đức Huy và Xuân Trường lần đầu được sử dụng ở tuyến giữa với hy vọng có thể hỗ trợ phòng ngự trung lộ tốt hơn. Tuy nhiên, ý đồ của thầy Park sớm phá sản khi Olympic Hàn Quốc quá nhanh và quá nguy hiểm. Ngay ở phút thứ 6, Hoàng Hee-chan vượt qua Xuân Trường ở trung lộ, anh truyền cho Hoan Woo-jo ở vòng cấm. Các hậu vệ Việt Nam lăn xả chặn lại, nhưng lập tức Lee Song-gu dứt điểm nhanh về góc cao tung lưới Việt Nam. Theo quy định tại Hàn Quốc, các ngôi sao thể thao chỉ được miễn đi lính trong các trường hợp có huy chương vàng ASEAN, có huy chương Olympic hoặc tạo nên kỳ tích lịch sử tầm cỡ châu lục. Đối với cá nhân Son Heung-min, giải đấu trên đất Indonesia mang ý nghĩa đặc biệt. Ngoài việc nỗ lực nhằm mang về thể thao nước nhà thêm một tấm huy chương vàng, tiền đạo đang khoác áo Tottenham còn muốn được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và đây chính là cơ hội cuối cùng để anh lập công. Có bàn thắng dẫn trước, Hàn Quốc lại càng dễ đá. Son Heung-min liên tục làm khổ các hậu vệ biên của Việt Nam. Và khi Việt Nam chưa thể chống lại những pha xuống biên đầy tốc độ, thì Hàn Quốc có bàn thắng thứ hai. Phút 27, An Son chọc khe tinh tế ở trung lộ để Hoàng Uzo vượt qua bộ ba trung vệ của Việt Nam trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Tiến Dũng. Olympic Việt Nam đã trải qua một trận đấu rất khó khăn, trong khi đội bạn cho thấy nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tổ chức tấn công vượt trội, thì chúng ta vẫn chưa thể tạo ra cơ hội cụ thể. Ở tình huống này, Bùi Tiến Dũng có pha lao ra không thành công, tiền đạo đội bạn đã lừa bóng qua thủ môn xứ Thanh và gây ra một loạt mối đe dọa sau đó. Hàn Quốc không chỉ mạnh tấn công mà chơi phòng ngự cũng rất chắc chắn. Cả hiệp 1, Việt Nam chỉ có duy nhất một lần phối hợp được vào khu vực trước vòng cấm của đối phương.
ở phút 39. Chúng ta đã có pha dàn xếp tấn công khá hay, tuy nhiên nỗ lực dứt điểm trong tư thế với của Văn Quyết đã không thể đưa bóng đi chính xác. Tâm điểm của trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc chính là Son Heung-min. Vì thế, các chiến binh áo đỏ luôn phải theo chặt để hạn chế tối đa những pha xuống bóng của chân sút sinh năm 1992. Và tất nhiên là không thể tránh khỏi những pha va chạm như thế này. Trước đó, Xuân Trường cũng đã có một pha vào bóng quyết liệt với Son Heung-min. Rất may là tiền vệ của U23 Việt Nam không bị rút thẻ. Nếu xét về toàn cục, Hàn Quốc quá hay, quá khỏe, họ vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát và đánh vỗ mặt đối phương. Trung lộ của chúng ta, dù cầu thủ Việt Nam đã cố gắng bịt, nhưng bất thành do cầu thủ Hàn Quốc có tốc độ đi bóng của những tia sét. Họ chiếm lĩnh khoảng trống, chiếm lĩnh không gian bằng thái độ nhàn nhã, không quá mất sức. Và ở tình huống này, Lee Seong-woo đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Hàn Quốc trong một pha bóng nhanh như một cái chớp mắt. Tuy nhiên trong thế trận yếu đuối, Việt Nam cũng có một điểm sáng đáng để tự hào. Ở phút 70, tỷ số được rút ngắn nhờ siêu phẩm đá phạt từ cự ly 25m của Trần Minh Vương, quân bài tẩy của thầy Park đầu hiệp 2. Bàn thắng để đời từ pha xuất phạt rất đẹp của cầu thủ gốc Thái Bình vào lưới thủ môn Johan Gu, thủ môn chơi xuất sắc tại World Cup 2018, sẽ là một kỷ niệm không tồi với cá nhân anh. Phút thứ 77, huấn luyện viên Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân. Ngay lập tức, tiền đạo xứ Nghệ tạo ra được những pha đi bóng đột phá và cơ hội dứt điểm trước khung thành Hàn Quốc được tạo ra. Nhưng đáng tiếc là bàn thắng đã không đến với Việt Nam. Mặc dù liên tiếp bị đối thủ vượt lên dẫn trước, song tinh thần và ý chí chiến đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ nguyên cho đến cuối trận. Điều đó được minh chứng qua những tình huống nguy hiểm đe dọa lên khung thành đối phương như thế này. Ở phút 82, từ quả đá phạt góc của Văn Quyết, Xuân Mạnh lao vào đánh đầu cận thành nhưng quá nhẹ và thủ môn đội bạn đã bắt gọn. U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Việt Nam để tiến vào chung kết ASEAN 2018. Đó là trận đấu Son Heung-min chơi tốt, dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh thể hiện đẳng cấp với cú tỉa bóng cho đồng đội lập công. Còn với tuyển Việt Nam, chúng ta đã có một trận thua đẹp. Chính tiền đạo của Tottenham cũng dành những lời khen ngợi đối với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù phải đối đầu với chúng tôi, nhưng U23 Việt Nam vẫn không hề e sợ. Nhiều tình huống họ vẫn dám giữ bóng và tổ chức lối chơi.
Tại ASEAN lần này, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử nhờ một lối chơi thông minh và có tính đồng đội cao. Quả thực, bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự thay đổi rõ nét. Chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, nhưng không phải vì thế mà quá tự tin. Việc nhìn nhận lại những thất bại giúp chúng ta biết mình đang ở đâu và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.